Một tổ chức tại Mỹ mới đây cảnh báo về sự phát triển của ngành kinh doanh thuê tử cung, trong đó các cặp vợ chồng người Trung Quốc thuê phụ nữ Mỹ mang thai hộ để sinh con quốc tịch Mỹ và xem đó là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Đài Fox News hôm 22 tháng 4 dẫn lời bà Emma Waters, nhà nghiên cứu liên kết với Quỹ Di sản, bình luận rằng khi nói đến sự xâm nhập của Trung Quốc trong mọi khía cạnh của đời sống Mỹ, đây là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đáng kể. Có trụ sở tại thủ đô Washington, Quỹ Di sản được công nhận là một trong những tổ chức nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách có ảnh hưởng trên thế giới. Bà Waters mô tả một mạng lưới bắt đầu với bào thai được thụ tinh trong ống nghiệm ở Trung Quốc hoặc Mỹ, kế đến cấy vào tử cung của một phụ nữ Mỹ và 9 tháng sau sinh hạ một công dân Mỹ. Đứa trẻ được đưa ra khỏi Mỹ và được cha mẹ người Trung Quốc nuôi dạy theo các giá trị của Trung Quốc. Bà Waters trình bày trong bài đăng trên trang điện tử của tạp chí bảo thủ Federalist trước đó trong tuần rằng trẻ Trung Quốc được một người Mỹ mang thai hộ sinh ra sẽ được trao và duy trì đầy đủ quyền của một công dân Mỹ chỉ vì được sinh ra trên đất Mỹ. Bà cũng chỉ ra khi đứa trẻ được 21 tuổi, cha mẹ sẽ có cơ hội trở thành công dân Mỹ thông qua việc đăng ký làm thường trú nhân. Bà Waters mô tả cái gọi là sự ngụy trang nhân khẩu học đối với quốc tịch Mỹ đã biến trẻ Trung Quốc sinh ra từ người đẻ thuê Mỹ là mối đe dọa an ninh quốc gia của nước này. Bà Waters cảnh báo, chúng tôi không biết những đứa trẻ này là ai. Vì thế, khi những đứa trẻ này quay lại và can dự vào hoạt động nghiên cứu hoặc học thuật, hoặc ký hợp đồng mua bán, hoặc thậm chí xin việc trong những lĩnh vực nhạy cảm, chúng ta không có cơ chế theo dõi rõ ràng để chứng tỏ những công dân Mỹ này thực sự có nguồn gốc và con đường đến Mỹ vô cùng phức tạp. Hiện Mỹ chưa có luật ở cấp tiểu bang lẫn liên bang yêu cầu theo dõi các quy trình mang thai hộ quốc tế theo từng nước. Và nhiều trung tâm chữa vô sinh trong nước quảng cáo bằng tiếng Trung rằng họ cung cấp dịch vụ đẻ thuê tốt nhất dựa trên các điều kiện tốt nhất liên quan đến pháp lý, xã hội và y tế ở Mỹ. Đẻ thuê là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Năm ngoái, Nga cũng ban hành luật cấm phụ nữ Nga cung cấp dịch vụ đẻ thuê cho người nước ngoài. Trong khi bà Waters kêu gọi chính quyền liên bang thông qua luật giới hạn đẻ thuê đối với người Trung Quốc, đài NPR năm ngoái cho hay hàng trăm trẻ em Trung Quốc chào đời thông qua phụ nữ mang thai hộ ở California mỗi năm. Chi phí mang thai hộ trong những trường hợp này lên tới 100.000 đô la Mỹ một trẻ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,